chúng ta muốn trồng rừng gỗ lớn thì chúng ta sẽ loại bỏ những cây xấu, những cây nhỏ, những cây ốm yếu, những cây sâu bệnh. Người xưa nói nhất nước nhì phân, nhưng bây giờ thì phải nói câu đầu tiên là nhất giống. Cái vai trò của giống ấy, nó chiếm đến 60% đối với năng suất cây trồng ấy. Nếu chúng ta làm được cây chất lượng cao thì nó sẽ giảm thiểu cái sâu bệnh, tránh gãy đổ, rồi có thể là để được gỗ lớn. Từ trước đến nay thì người ở địa phương thì thường là trồng rừng theo kết cụ, thường là 4 đến 5 năm là khai thác để bán gỗ dăm. Thì nhận thấy từ thực tế ở các địa phương khác, trồng rừng gỗ lớn thì đưa lại lợi nhuận rất là cao, tầm khoảng 200 đến 270 triệu trên 1 hectare. Mà trong khi bán gỗ dăm thì 1 hectare thì tầm được khoảng 5 đến 60 triệu. Cho nên là từ những cái thức đó thì chúng tôi phải đã bàn bạc và cố gắng để tìm kiếm ra cái nguồn cây giống chất lượng, xuất phát từ nguyện vọng của các sáng lập viên, được sự quan tâm của là dự án Proper Liên minh châu Âu và là Hội chứng chỉ rừng Quảng Trị. Thì các sáng lập viên là những thành viên của là Hội chứng chỉ rừng Quảng Trị, thì anh em đã nhất trí để thành lập là Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Keo Sơn, ra đời vào cuối năm 2020. Chữ Keo Sơn thì đó là sự gắn kết giữa là hộ dân trồng rừng bền vững và thành viên của hợp tác xã. Vì vậy chúng tôi là muốn cái sự tương hỗ giữa hợp tác xã với người dân ngày càng khăng khít. Từ những buổi tập huấn ở tại Hội chứng chỉ rừng Quảng Trị thì chúng tôi thì đã đi các nơi để tìm hiểu về là nguồn gốc xuất xứ của cây giống, rồi các anh em cũng đã về để mà cùng nhau để bàn bạc kêu gọi các dự án về để tập huấn cho anh em trong hợp tác xã, rồi tập huấn cho bà con để nâng cao nhận thức về việc trồng rừng gỗ lớn. Trong kế hoạch kinh doanh của năm 2021 là có cái vấn đề là sản xuất cái cây có giống. Bước đầu thì khi mới thành lập vườn ươm thì cũng rất là khó khăn. Vì vậy thì qua sự giúp đỡ của bên dự án Proper thì chúng tôi cũng đã định hình và đã làm được một vườn ươm chất lượng cao. Hiện tại quy mô của vườn ươm thì khoảng 500 đến 600 ngàn cây giống trên một năm. Trên cơ sở là những cây giống từ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thì chúng tôi đã tìm được cái nguồn cây giống cây mẹ. Cho nên là bây giờ thể hệ cây đầu tiên ra rất là chuẩn. Bà con và thành viên hợp tác xã cũng rất là ưng ý. Vườn ươm của hợp tác xã Keo Sơn bền vững này là bao gồm những cây giống là cây BV55 và AH1, AH7. Đây là một giống cây đầu, một vườn ươm đầu tiên của huyện Cam Lộ. Nói chung là cái giống cây này là có đặc điểm rất là tốt, bởi vì đây là một giống mới. Giống cây này là có sức chịu đựng, chịu hạn và năng suất cho gỗ rất là cao. Lần đầu tiên xuất hàng thì kể cả chủ giống như công nhân mấy đứa em thì rất vui, vì họ trồng họ khen cây giống đẹp và có hiệu quả. Thì vừa qua thì chúng tôi trong 6 tháng đầu năm thì cũng đã xuất được 12 vạn cây giống để phục vụ cho trong cây rừng gỗ lớn của thành viên hợp tác xã và bà con ở trong xã. Tiến tới thì vào cuối năm 2021 thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung ứng là khoảng 30 vạn cây giống nữa để cho bà con và cho thành viên hợp tác xã trong rừng gỗ lớn. Giống ở đây họ làm nói vực rất quy mô và bài bản, chất lượng giống về thân cây nó tròn và nó đủ cái kích thước về chiều cao. Thực ra là một cái loại giống mà sản xuất ươm tại địa phương nên tất rất tin tưởng vào cái giống của cái hợp tác xã Keo Sơn này để tôi cũng lựa chọn để trong vào cái phần rừng. Thực ra hợp tác xã Keo Sơn thì cũng là mới thành lập nên bước đầu thì cũng có thể trong cái sản xuất có thể cái nguồn cung với nguồn không đủ được cái cầu cho là cái người trồng rừng ở cái vùng này, nhưng mà trong tương lai cũng hy vọng rằng là hợp tác xã sẽ phát triển hơn và cung ứng đủ cho thị trường trồng tràm ở cái cây giống ở cái vùng cua và cả cái vùng Cam Thanh rồi chẳng hạn lấn cận. Khi chúng tôi là xuất giống thì chúng tôi cũng có các cái tài liệu để mà gửi cho là các hộ trồng rừng, thì trong đó thì có những quy kết trồng rừng, rồi là các mật độ, rồi là các cái kỹ thuật về lâm sinh cho bà con. Hướng tiếp theo thì chúng tôi thì sẽ tiếp tục mở rộng vườn ươm quy mô lớn hơn, khoảng là 1 triệu đến 1 triệu 2 cây trên một năm. Và hướng sắp tới năm 2022 chúng tôi sẽ đưa vào sản xuất cây cấy mô để phục vụ cho các cái vườn vật liệu ở trong tỉnh và là các hộ dân trồng rừng ở trên địa bàn. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng việc tạo ra nguồn giống xuất xứ từ địa phương sẽ giúp cho nông dân và doanh nghiệp chế biến gỗ hợp pháp trong việc thực hiện đạo luật FLECTI của Liên minh châu Âu.